30 phẩm Phật quốc. Bấy giờ Thiện Hiện suy nghĩ, thế nào gọi là đạo của Đại Bồ Tát? Các Đại Bồ Tát an trụ trong đạo ấy, mặc áo giáp công đức, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình, mau chứng được trí nhất thiết trí. Phật biết tâm niệm ấy, bảo Thiện Hiện: Thiện Hiện nên biết, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh tử, bát nhã, ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, đều là đạo của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Thiện Hiện, nói chung tất cả pháp đều là đạo của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Không có chút pháp nhỏ nào mà các Đại Bồ Tát đều không học. Các Đại Bồ Tát nào không học các pháp ấy thì có thể chứng được trí nhất thiết trí không? Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không chứng được. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, nhất định không có chút pháp nhỏ nào mà các Đại Bồ Tát đều không học cả. Đại Bồ Tát nào không học các pháp ấy thì nhất định không thể chứng được trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không thể biết hết thì không thành Như Lai ứng chánh đẳng giác được. Cổ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp tự tánh đều không thì chứng Đại Bồ Tát làm sao học tất cả pháp? Làm sao Thế Tôn đối với pháp không hí luận mà phát sanh hí luận? Nghĩa là có pháp này pháp kia, do đây vì đây, pháp này là thế gian, pháp này là xuất thế gian, pháp này là hữu lậu, pháp này là vô lậu, pháp này là hữu vi, pháp này là vô vi, đây là pháp phàm phu, đây là pháp dự lưu, nói rộng cho đến đây là pháp Bồ Tát, đây là pháp chư Phật. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, các pháp sở hữu tự tánh đều không. Nếu tất cả pháp tự tánh chẳng không, thì các Đại Bồ Tát làm sao chứng đắc trí nhất thiết trí? Vì tất cả pháp tự tánh đều không. Vì vậy,